Đà Lạt, kiếp nạn 82. Khi đi du lịch Đà Lạt vào mùa mưa. Bây giờ thì Nhân đang có mặt ở ngay khu du lịch thác Đát Tăng La. Hôm nay do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cho nên là mưa quá trời mưa quý vị. Những vị khách của Nhân thì đang vào bên trong khu du lịch thác Đa Tăng La để tham quan rồi. Nhưng mà trời mưa như thế này thì không biết là tham quan có ổn hay không. Sáng hôm nay thì những chiếc xe, hôm nay thứ sáu ha, những chiếc xe chở khách du lịch tới đây cũng khá là đông. Đó, rất là nhiều xe. Nhưng đang quay ở dưới cơn mưa, dưới cơn mưa nặng hạt do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới thì khả năng sẽ mưa kéo dài cho tới cuối tuần sau. Cho nên nếu mà quý vị đi du lịch Đà Lạt trong thời điểm này thì chúng ta sắp xếp thời gian cũng như là nếu mà không vội thì chúng ta có thể đợi cho hết qua áp thấp nhiệt đới ha. Nhưng mà áp thấp nhiệt đới mưa như thế này thì đi du lịch thì cũng hơi bị căng. Tham quan, ăn uống, vui chơi không có được thuận tiện cho lắm. Wow, càng lúc càng mưa to. Hôm nay mưa to cho nên là cái khu máng trượt ở dài ở phía bên kia người ta ngừng hoạt động. Thay thế vào đó là người ta sẽ cho chúng ta trượt cái máng ngắn ở dưới này thôi, tham quan cái lưng chừng thác thôi. Wow, mưa, mưa ơi là mưa. Đây khách Tây nè, khách nước ngoài. Ở đây thì có hành trình vượt thác và vừa mưa mà vừa gió nữa quý vị. Wow, Đà Lạt trong cơn mưa, vừa mưa vừa gió quý vị ha. Chào quý vị nha. Ngày mai là cũng cuối tuần rồi, hôm nay thứ sáu rồi quý vị. Nhân đang chở khách tới đây tham quan nhưng mà mưa quá, Nhân cũng không có vô ở trong khu du lịch để quay luôn vì mưa quá, cho nên Nhân sẽ đi dạo dạo ở quanh khu vực thác Đa Tăng La ở bên ngoài thôi, sau đó vô trong xe ngồi chờ khách. Sau khi tham quan ở đây xong thì khách dự định sẽ ghé tham quan thêm một điểm nữa, đó là bên Valley de Mua, thung lũng tình yêu. Những đoàn xe vẫn tiếp tục đi vào nè. Đó, khách đi vào tham quan ha. Trời mưa như thế này thì rất khó là tham quan. Và bên đây là đèo Prenn quý vị. Đèo Prenn trong cơn mưa. Dạo dạo để quý vị cùng ngắm mưa với Nhân nha. Nhân cũng rất là thích ngắm mưa. Đây là lần đầu tiên mà Nhân ghé xuống khu Đa Tăng La mà trong một cái thời tiết mưa gió bão bùng như thế này. Và đứng để ngắm mưa ngay đoạn này. Ở phía bên kia người ta trồng rất là nhiều những cây mai anh đào ở ngay đèo Prenn và hy vọng là cây sẽ phát triển tốt để mai mốt sẽ cho ra những cung đường hoa đẹp, những chiếc xe khách chở du khách đến với thành phố Đà Lạt và rời thành phố Đà Lạt. Quá là mưa luôn. Hôm qua thì đi tham quan được quý vị. Hôm nay là coi như là kiểu này thì chắc có lẽ là khách cũng sẽ về sớm. Có lẽ mưa như thế này thì khách có lẽ cũng sẽ về sớm nghỉ khách sạn thôi. Thì mưa quá thế này mà. Đà Lạt ơi, một chiếc xe Đà Lạt ơi. Đà Lạt những tháng tới là những cái tháng ế, những cái tháng mà vắng quý vị. Là tháng 9, tháng 10, tháng 11. Vì ba cái tháng này, thứ nhất là sau kỳ hè du khách đã đi du lịch rồi. Thứ hai nữa là trời mưa rất là nhiều, mưa 3 tháng luôn, quá trời mưa.
Khách đến khu du lịch thác Đa Tăng La càng lúc càng đông, nhưng mà mưa thì vẫn cứ nặng hạt. Và quá trời mưa và gió. Gió quá. Mưa quá nên có những cái dịch vụ mà chúng ta sẽ không được trải nghiệm trong ngày hôm nay. Mưa đi du lịch cũng buồn quý vị. Vì chúng ta thấy là chúng ta bỏ chi phí ra để đi tham quan du lịch mà lên gặp mưa không thế này. Hôm nay là thứ sáu, ngày mai là thứ bảy chủ nhật cuối tuần rồi mà mưa tả tơi. Bây giờ Nhân tiếp tục ghé ngay một cái quán cà phê Bình Minh ơi. Quán nằm ở địa chỉ đường Hoàng Hoa Thám nha. Phong cách quán cũng khá là dễ thương. Ở đây có nhiều góc để chúng ta chụp ảnh đẹp. Bên trong là khu vực ngồi uống cà phê, uống nước. Trời mưa này thì ghé uống cà phê thôi, chứ còn đi tham quan du lịch là cũng hơi bị căng, hơi bị mệt. Không biết những vị khách của Nhân mà đang ở đâu rồi. Trên đường Hoàng Hoa Thám thì có rất là nhiều những cái quán cà phê mà view đẹp và du khách rất là thích tới. Quán Bình Minh ơi thì mở cửa từ lúc tầm 5 giờ sáng và mở cửa cho tới 22 giờ đêm. Cho nên là quán rất là thuận tiện để cho chúng ta khi mà đến Đà Lạt sớm á, chúng ta có thể ghé ngồi uống cà phê chờ để check in khách sạn quý vị. Và quán cũng mở rất là trễ, đóng cửa rất là trễ. Và thường cuối tuần có những cái show nhạc acoustic để chúng ta ngồi nghe nhạc, chơi vào ban đêm. Nó có cái bãi phía dưới. Dạ. Không gian quán rất là rộng ha. Trời mưa quá. Ây. Vô đây thì bắt đầu trời mưa lại rồi. Nhưng mà view rất là đẹp. Nhìn dưới thung lũng, dưới nhà quá trời đẹp luôn. Đó, mưa thì thích hợp với mấy quán cà phê kiểu này ha. Vô. Ở Cali. Dạ. Mời quý vị cùng uống nước, uống cà phê và chờ cho trời nắng rắn ráo ráo lên sẽ đi quay, đi chụp ảnh cũng như là đi tham quan những cái địa điểm khác. Thường khi mà đi du lịch Đà Lạt mà gặp trời mưa thì chúng ta sẽ ghé vào những cái quán cà phê, ngồi uống cà phê, ngắm mưa, chờ hết mưa. Chứ mà các cái khu du lịch ở Đà Lạt thì thường nằm ở ngoài trời hết. Cho nên mưa là coi như là không có đi được. Và với lại nếu mà chúng ta đi thì chúng ta phải mang áo mưa thùng thình hoặc là cầm theo dù ô. Nó cũng hơi mệt, vất vả so với những ngày mà trời nắng. Trên đường Hoàng Hoa Thám nhiều quán cà phê cũng view đẹp lắm. Trước đây thì có một cái quán là The Mountain thì hiện nay thì người ta cũng thoái trào rồi, cho nên là người ta đóng cửa rồi. Hiện nay thì còn Bình Minh ơi và một cái số quán khác mà trước đây Nhân cũng đã từng review trên con đường này, cho nên là những ngày cuối tuần vô đây đông lắm. Sau khi cà phê xong thì ghé ngay thung lũng Tình Yêu để cô chú ghé vào tham quan thung lũng Tình Yêu. Thung lũng Tình Yêu TTC World, Valley de Mua ngày xưa ha. Khu du lịch thung lũng Tình Yêu cũng là một trong những cái khu du lịch có diện tích rất là rộng. Và khu này thì Nhân cũng đã từng review khá là chi tiết ở bên trong rồi. Cho nên là quý vị có thể xem lại những video cũ. Sau khi tham quan xong, ghé một cái quán bún bò ở trên dốc ga. Quán bữa trước thì Nhân cũng có quay một lần rồi, hôm nay ghé vô để ăn bún bò.
khách du lịch ở nước ngoài về Việt Kiều về thì thích ăn những cái món dân dã ha, nào là bún bò, mì Quảng, hủ tiếu. Tiếp theo trong chuyến hành trình là Nhân sẽ đang di chuyển vào bên trong khu vực hoa trong rừng. Ngay khu vực này là người ta trồng một cái lối đi hoa hồng. Ở phía dưới thì đợt trước là hoa rất là nhiều, nhưng đợt này thì người ta đang tiếp tục trồng thêm các cái loại hoa mới. Những con đường yên bình, hoa cẩm tú cầu. Rồi bên trong này là khu vườn châu Âu. Khu vườn châu Âu thì có nhiều các loại hoa, ngoài cẩm tú cầu thì có hoa cỏ hồng nè, rồi hoa cải nè, rồi hoa cúc bất tử nữa. Khá nhiều các loại hoa đẹp. Đây là hoa cúc ha, hoa cúc bất tử. Hôm nay thời tiết đang ảnh hưởng bão, nhưng mà cũng khá thuận lợi để đi du lịch khi mà thời tiết mát mẻ, ít mưa. Đà Lạt hôm nay ít mưa nha. Đây là một cái loại hoa gì đủ màu sắc nè, khá đẹp nè. Trên kia có đôi bạn đang chụp hình. Khu du lịch hoa trong rừng, ngay khu vực này gọi là khu vực vườn châu Âu, với một cái diện tích khá là rộng ha. Ngoài vườn châu Âu bên kia thì người ta trồng thêm hoa cải. Hoa cải mùa này thì cũng hơi ít bông rồi. Khu vực này là cúc bất tử, còn bên này là nguyên dãy hoa gọi là hoa ngọc hân. Rồi bây giờ chúng ta xem hoa ngọc hân là sẽ như thế nào nha. Đây gọi là hoa ngọc hân nha quý vị. Quý vị sẽ biết hoa ngọc hân sẽ như thế nào. Còn ở đây là hoa cúc bất tử. Đây, bình thường chúng ta ghé chợ Đà Lạt thì chúng ta mua rất là nhiều những cái bó hoa bất tử về để trưng để chơi ha. Nhưng mà bây giờ chúng ta biết hoa bất tử là như thế nào. Lá của nó cũng xanh mơn mởn ha. Ở đây thì hoa bất tử sẽ có rất là nhiều các cái màu sắc khác nhau. Nào là cam lửa, đỏ, hồng, vàng, trắng, màu tím luôn, rất nhiều màu. Còn phía bên này là hoa thạch thảo quý vị, có bài hát về hoa thạch thảo đó. Rồi bên này là hoa cỏ hồng. Rồi tiếp theo bên này là hoa cẩm tú cầu. Cẩm tú cầu thì cũng có bài hát về hoa cẩm tú cầu luôn. Mùa này thì không có nhiều hoa bằng đợt trước lễ 2 tháng 9 đâu. Vì tới mùa du lịch vắng rồi thì các loại hoa nó cũng bây giờ người ta mới bắt đầu trồng để mai mốt phục vụ cái đợt tháng 11, tháng 12 nè, festival hoa nè. Đây các chị nhân công là người đồng bào cũng nhiều quý vị, tạo công ăn việc làm cho người đồng bào ở trong khu vực này luôn. Có những cái hoa chấm BBB nè, cũng dễ thương quá trời luôn. Ong đậu nè, hoa đẹp, mật thơm là ong đậu ha. Ở trong này thì có con đường kiểu chụp hình chiêu chiêu nữa quý vị. Có thể thuê xe máy, đạp vòng rồi chạy lui chạy tới ở ngay con đường này chụp hình. Quay những video clip hoặc là chụp hình, cái nào cũng đẹp hết trơn á. Phía trên kia có những cái loại hoa màu tím chắc xe đạp đi vòng vòng trong các cái vườn hoa cũng rất là đẹp. Ở đây thì có mai địa thảo nè, mai địa thảo. Mai địa thảo có nhiều màu lắm. Đây là người ta trồng màu trắng. Tại lâu lâu đi nó có những chỗ mà nó bị sình, bị nước á, phải né, không là nguyên đôi giày. Các vị khách của Nhân thì đang chụp ảnh với cánh đồng hoa thực dược ở bên dưới.
Nhân sẽ đi dạo một vòng để quay cảnh quan ở đây cho quý vị xem ha, vẻ đẹp của thành phố Đà Lạt qua những cánh đồng hoa, thành phố bốn mùa hoa. Ở đây thì người ta gọi là cái hoa này gọi là hoa dừa cạn. Có thể là sẽ có hoa dừa nước nữa. Nhân đoán vậy không biết đúng không? Nếu mà đúng hay sai quý vị comment trong video của Nhân với nha. Đây, còn đây thì là hoa hồng ri. Hoa hồng ri cũng đang tốt nè. Cỡ một thời gian nữa đây nó tốt lên, nó cao cao lên, nó chụp ảnh rất là đẹp luôn, chiêu. Wow, rất đẹp. Đứng vô là chụp ảnh nguyên một cánh đồng hoa hồng ri. Ở phía dưới thì có những cái hồ nước. Trên này là hoa thực dược. Quá trời hoa thực dược nè. Hoa thực dược thì cũng nhiều màu vậy. Ngày xưa thì mình có cái màu mà đỏ thẫm, tím tím. Còn ngày nay thì người ta nhân lên rất là nhiều các cái loại giống khác nhau. Người ta xin cũ về, người ta trồng rồi lai tạo. Đó, màu đỏ đỏ tím là ngày xưa. Đây có màu cam cam hồng hồng. Rồi đây màu đỏ đỏ thẫm thẫm nè, rất là đẹp nè. Rồi màu tím nữa, rồi màu đỏ cam. Wow, đợt này hoa nở đẹp, hoa thực dược là nở đẹp nhất trong các loài hoa nằm ở trong khu vực này. Phía dưới kia nó có hoa thực dược màu tím nữa. Chui vô trong xem thử. Đây, đi vào ngắm hoa thực dược. Những bông hoa đỏ tươi. Trong này thì tổng diện tích lên tới khoảng 60 hectare, nên là nó rộng lắm. Mỗi thời điểm, mỗi loại hoa khác nhau. Hồi trước thì Nhân chụp đây một bộ ảnh quá đẹp luôn này. Wow, ở đây có một cái dãy hoa màu thực dược, màu hồng cánh sen, đẹp quá trời luôn. Wow, màu hồng cánh sen, quá đẹp. Quá trời đẹp ha. Chắc mưa nhỏ thôi không sao đâu. Mưa nhỏ nhỏ thôi không sao. Mưa này mới bay à. Dạ, đang quay video đó chú. Không sao đâu, mưa này nó nhỏ nhỏ thôi, nó không to đâu. Mưa bụi nhạt nhòa. Sau khi mà tham quan các khu du lịch cũng như là kết thúc chuyến hành trình với gia đình ba người ở Mỹ, Việt Kiều ở Mỹ về thăm Việt Nam, thì Nhân kết thúc hành trình cũng khá sớm, khoảng 16 giờ thì Nhân dạo ra phố để quay lại cảnh quan của thành phố Đà Lạt vào chiều ngày hôm nay, chiều ngày 20 tháng 9 năm 2024 quý vị. Và thời tiết thì vẫn cứ mưa rả rít cả ngày quý vị, lúc thì to, lúc thì nhỏ, dường như là những cái cơn mưa mà kéo dài từ sáng cho tới tối luôn, không biết ngừng nghỉ, lúc mưa to, lúc mưa nhỏ, ra ngoài đường lúc nào cũng phải mang áo mưa quý vị. Có lẽ là thời tiết ở Đà Lạt mưa, các tỉnh thành khác ở khu vực phía Nam chắc có lẽ là cũng mưa quý vị ha. Không biết là nơi quý vị có mưa to không hay là gió mạnh không, quý vị hãy comment cho Nhân biết với nha. Khi mà thời tiết mưa cộng với lại mùa này là mùa vắng du lịch á, nên khách du lịch đến Đà Lạt cũng ít, thường thì đông đông một chút vào dịp cuối tuần thôi.
Cho nên là đường phố chúng ta thấy là cũng khá là yên bình, khá vắng vẻ và có chút gì đó kiểu cũng hơi buồn, thành phố buồn. Đà Lạt vốn dĩ là thành phố buồn, thành phố mộng mơ quý vị. Khi mà mưa thì sẽ tạo nên một cái cảm giác buồn buồn, dễ tức cảnh, si tình. Viết nên những bài thơ, những bài nhạc hay mà trước đây những nhạc sĩ, những nhà thơ thường làm những cái bài hát, rồi những bài thơ về Đà Lạt. Đó là những cái hình ảnh của thành phố Đà Lạt vào ngày 20 tháng 9 năm 2024. Nhân rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video này. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ cũng như là theo dõi những video sau của Nhân nha. Còn bây giờ Nhân xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong một video tiếp theo về Đà Lạt.